Vâng ạ, xin chào bác sĩ Phan Thu Phương, xin chào quý thầy cô, quý bác sĩ. Sau đây thì xin phép trình bày nội dung đó là mục tiêu điều trị ưu tiên trong quản lý hen phế quản từ góc nhìn từ lý thuyết đến thực hành lâm sàng. Về cái mục tiêu điều trị thì chúng ta thấy rằng là đấy ạ, tất cả các cái hướng dẫn từ hướng dẫn của Gina đến hướng dẫn của RS hay là ATS thì đều nói đến câu chuyện là các cái vấn đề về mục tiêu điều trị của bệnh nhân của chúng ta đó là gì ạ? Đó là kiểm soát các cái đợt kịch phát, đó là kiểm soát triệu chứng, đó là giảm tác dụng phụ cho bệnh nhân. Vậy thì ở những bệnh nhân của chúng ta thấy là gì ạ? Khi mà bệnh nhân của chúng ta mà lên cơn kịch phát ấy, thì họ rất là lo lắng, người nhà cũng rất là lo lắng và là một cái ảnh hưởng tâm lý rất là nặng nề, cũng như là ảnh hưởng đến sức khỏe, cũng như là ảnh hưởng đến vấn đề kinh tế của bệnh nhân. Và cơn kịch phát thì luôn luôn là một cái gánh nặng to lớn cho bệnh nhân hen. Vậy thì chúng ta cần đi tìm hiểu một cái bức tranh toàn cảnh xem là thực trạng hen ở trên thế giới như thế nào. Thì trên thế giới có 339 triệu bệnh nhân hen. Thì trong 339 triệu bệnh nhân hen này có tới 176 triệu đợt kịch phát xảy ra mỗi năm. Và cơn kịch phát thì đe dọa sức khỏe cũng như là tác động rất là lớn đến cuộc sống của bệnh nhân. Và chỉ tính riêng ở Anh trong năm 2015 thì có tới gần 71.000 ca nhập viện do hen, trong đó thì hơn 1.400 ca tử vong do hen. Và phần lớn bệnh nhân hen của chúng ta họ nghĩ là cái gì ạ? Phần lớn bệnh nhân hen nghĩ rằng là cái cơn kịch phát đó nó ảnh hưởng, nó đe dọa, thậm chí là rất là nặng nề và đe dọa tính mạng cho bệnh nhân. Vậy thì bệnh nhân hen của chúng ta, dù là hen ở bất cứ lứa tuổi nào hay là hen ở bất cứ một cái bậc nào thì đều có cái cơn kịch phát. Đây là cái nghiên cứu mà công bố năm 2018 lấy dữ liệu trên 425.000 bệnh nhân hen từ năm 2007 đến 2015. Thì cho thấy rằng là đợt kịch phát xảy ra ở mọi lứa tuổi, cao nhất ở lứa tuổi là 55 tuổi và thấp nhất ở lứa tuổi từ 5 đến 17 tuổi. Và đợt kịch phát thì nó sẽ tăng theo cái mức độ nặng của bệnh nhân. Và trên thực tế mà khi bệnh nhân có đợt kịch phát thì sao ạ? Bệnh nhân sẽ sử dụng thuốc cắt cơn. Và bệnh nhân của chúng ta thì họ quen với cái việc là sử dụng Sapa rồi. Vậy thì chúng ta cần phải xem xét xem là Sapa có liên quan đến cơn kịch phát và tử vong do hen hay không. Thì đây là một cái đánh giá về thái độ của bệnh nhân đối với thuốc cắt cơn Sapa. Thì dù là ở nhóm bệnh nhân kiểm soát hen tốt hay kiểm soát hen không tốt, bệnh nhân đều cho rằng thuốc cắt cơn là thuốc cứu cánh của họ và thuốc cắt cơn là thuốc điều trị của họ. Và nhiều bệnh nhân than phiền với chúng ta là cái gì ạ? Là bác sĩ ơi, em dùng cái thuốc này, ý là họ nói các thuốc điều trị dự phòng đấy, em chẳng thấy cảm nhận cái gì cả, em chẳng thấy nó có tác dụng gì cả. Và cái thuốc cắt cơn này là dạo nó như là cái người chết đối với được cọc ấy, đến ngay cả người nhà nhà mình cũng thế, ui em không thích dùng cái loại kia đâu, em thấy cái loại này nó tốt hơn, vân vân và vân vân. Vậy thì bệnh nhân của chúng ta cũng như vậy ạ, à? Bệnh nhân không muốn sử dụng thuốc điều trị duy trì. Tuy nhiên khi mà chúng ta so sánh giữa cái nhóm kiểm soát hen tốt và nhóm kiểm soát hen không tốt hay là kém kiểm soát thì tỷ lệ bệnh nhân cho rằng thuốc cắt cơn là thuốc cứu cánh, thuốc cắt cơn là thuốc điều trị gấp đến có những cái thời điểm là gấp đến 2 lần so với nhóm kiểm soát hen tốt. Như vậy thì với những cái nhóm bệnh mà hen không kiểm soát đó thì họ cho rằng là Sapa là thuốc cứu cánh, nhưng họ không biết được là Sapa thì nếu như sử dụng thường xuyên sẽ dẫn đến cái tình trạng hen kiểm soát kém. Và khi mà sử dụng Sapa như vậy thì họ quên đi cái việc là phải sử dụng thuốc điều trị dự phòng và họ không biết được sử dụng Sapa thường xuyên như vậy nó là không an toàn, thậm chí là liên quan đến tử vong. Nghiên cứu Sabina 3 về tỷ lệ dùng Sapa quá mức trong 12 tháng, nghiên cứu ở trên 8.300 bệnh nhân thì thấy một cái tỷ lệ rất rất lớn bệnh nhân hen của chúng ta vẫn sử dụng trên 3 bình, từ 3 bình Sapa trở lên, đến 38% bệnh nhân. Có đến 18% bệnh nhân là sử dụng từ 10 bình Sapa trở lên. Và chúng ta thấy một cái con số rất là đặc biệt là gì? Ở cái nhóm hen nhẹ thì tỷ lệ dùng Sapa nhiều
lại còn tăng hơn ở cái nhóm hen trung bình và hen nặng. Vậy thì thực trạng sử dụng Saba tại Việt Nam thì như thế nào? Khi mà khảo sát thực trạng sử dụng thuốc Saba tại các cái nhà thuốc ấy, thì có tới 68% bệnh nhân đã mua từ 3 bình Saba trở lên trong vòng 1 năm. Hay là trong cái nghiên cứu về thực trạng kiểm soát hen theo khuyến cáo của Gina tại Việt Nam, kết quả sơ bộ từ nghiên cứu về lá phổi khỏe, thì có đến gần 30% bệnh nhân sử dụng Saba đơn trị, cái điều mà Gina không khuyến cáo trong điều trị hen. Và hệ quả là bệnh nhân có hơn 1,4 cái đợt kịch phát hen trong 1 năm. Như vậy là cái việc mà bệnh nhân tự ý sử dụng Saba đơn trị, dễ dàng mua Saba tại nhà thuốc và sử dụng quá mức Saba cũng là một cái tình trạng đáng báo động mà chúng ta cần phải quan tâm. Bây giờ chúng ta nhìn lại bệnh nhân. Khi bệnh nhân của chúng ta có triệu chứng hen, bệnh nhân sẽ sử dụng thuốc cắt cơn và Saba là thuốc mà họ cho rằng là thần dược, là kỳ diệu với họ, họ sử dụng Saba. Nhưng mà khi sử dụng Saba như vậy thì nó chỉ có tác dụng là giãn phế quản thôi, nhưng nó không kiểm soát được cái nền viêm trong hen. Và cái nền viêm làm sao ạ? Ở trong cái đợt cấp thì nó vẫn còn tiếp tục gia tăng hơn nữa. Cho nên cái câu chuyện nền viêm không kiểm soát thì các cái triệu chứng của bệnh nhân lại tăng lên. Và hệ quả là bệnh nhân làm sao ạ? Khi triệu chứng tăng lên thì lại sử dụng Saba. Thì cái vòng xoắn này nó cứ lặp đi lặp lại. Thậm chí là có những bệnh nhân là sử dụng làm sao ạ? Quá mức Saba trước khi bệnh nhân nhập viện cấp cứu, tức là sử dụng đến 10 ngày sử dụng Saba ở nhà rồi, và thậm chí là sử dụng đến bao nhiêu ạ? 30 nhát Saba trong một ngày, 40 nhát Saba trong một ngày, lúc đó mới chị đi viện để cấp cứu. Và khi mà sử dụng Saba thường xuyên, thậm chí là trong 1-2 tuần, thì nó sẽ dẫn đến cái hệ quả là cái gì ạ? Giảm tác dụng bảo vệ phế quản, giảm đáp ứng với thuốc giãn phế quản, rồi giảm cái lượng cụ thể beta. Chính vì vậy mà bệnh nhân đã xịt rất là nhiều Saba nhưng phế quản vẫn không giãn ra và bệnh nhân vẫn khó thở, vẫn phải nhập viện như những cái ca bệnh ở trên lâm sàng. Bên cạnh đó mà khi sử dụng Saba quá nhiều như vậy thì nó sẽ liên quan đến tăng phản ứng quá mức của đường thở, tăng đáp ứng dị ứng, rồi làm dẫn đến cái tình trạng viêm đường thở theo kiểu tăng eosinophil. Và các dữ liệu đã chỉ ra là nếu như bệnh nhân sử dụng từ 3 bình Saba trong 1 năm thì sẽ tăng nguy cơ đợt kịch phát nặng. Còn nếu như mà sử dụng từ 12 bình Saba trên 1 năm thì làm tăng cái nguy cơ tử vong cho bệnh nhân. À, chúng ta cùng đi tìm hiểu cái nghiên cứu một cái nghiên cứu chéo ngẫu nhiên mù đôi kéo dài 1 năm về điều trị bằng Saba dạng hít thông thường và khi cần hoặc là giả dược trong vòng 24 tuần. Sau đó thì cái nhóm bệnh nhân này sẽ được chuyển sang phác đồ thay thế là điều trị bằng ICS cũng là khi cần và liều thông thường. Thì các cái triệu chứng sẽ được ghi lại này, rồi đánh giá chức năng hô hấp này, đánh giá cái khả năng đáp ứng với metacolin này, rồi với thuốc giãn phế quản. Thì ở cái nhóm mà sử dụng Saba thường xuyên ấy, thì bệnh nhân sẽ có nhiều triệu chứng hơn, chức năng hấp thấp hơn, tăng phản ứng quá mức phế quản, có nhiều cơn kịch phát hơn và cơn kịch phát xảy ra sớm hơn và thường xuyên hơn. Vậy thì Saba có liên quan, sử dụng nhiều Saba có liên quan với đợt kịch phát ở các bậc điều trị hay không? Chúng ta nhìn trên cái bảng này chúng ta thấy so sánh từ Saba sử dụng từ 2 bình Saba 1 năm trở xuống với cái nhóm mà sử dụng trên 3 bình Saba, từ 3 bình Saba trong 1 năm ở tất cả các bậc điều trị từ bậc 1, bậc 2, bậc 3 và bậc 4. Thì thấy rằng cái nhóm mà sử dụng từ 3 bình Saba trở lên trong 1 năm đấy, ở tất cả các bậc điều trị thì đều tăng đợt kịch phát, thậm chí là tăng đợt kịch phát lên 1,46 lần so với cái nhóm mà sử dụng dưới 2 bình Saba trong 1 năm. Và khi mà nghiên cứu về mối liên quan giữa sử dụng Saba và tỷ lệ tử vong do hen, vì càng sử dụng nhiều bình Saba trong 1 năm thì nguy cơ tử vong càng tăng. Nếu như mà sử dụng từ 3 đến 5 bình thì nguy cơ tử vong tăng lên 1,26 lần so với sử dụng từ 2 bình trở xuống. Và đặc biệt là sử dụng mà trên 10 bình thì nguy cơ tử vong gấp hơn 2 lần. Đấy là chúng ta thấy là như vậy thì sử dụng Saba nhiều nó sẽ tăng cái tỷ lệ đợt cấp cũng như là tăng tỷ lệ
tử vong. Vậy chúng ta thấy là thực trạng sử dụng Sa-pa của Việt Nam thì sao ạ? Và trên thế giới là đang ở trong tình trạng đáng báo động, cũng như là những cái nguy cơ được kịch phát đối với việc lạm dụng Sa-pa khi mà sử dụng Sa-pa có quá nhiều. Vậy thì chúng ta có cái giải pháp gì để hạn chế bệnh nhân sử dụng quá mức Sa-pa hay không? Thì từ những năm 1995 thì Gina đã đưa Sa-pa là cái thuốc mà cắt cơn ưu tiên trên bệnh nhân hèn vào trong cái khuyến cáo. Nhưng mà đến năm 2019 thì Gina đã có thay đổi. Thay đổi này mang tính bước ngoặt. Đó là ICF formoterol là thuốc cắt cơn ưu tiên. Và vì cái lý do an toàn thì Sa-pa đơn trị không còn được khuyến cáo trong điều trị hèn nữa. Và đến năm 2011 thì Gina đã đưa ra cái hướng tiếp cận cụ thể hơn, rõ ràng hơn với hai chắc thì chúng ta đã biết. Trong đó thì ICS corticosteroid là thuốc duy trì và giảm triệu chứng ưu tiên. Và những cái thay đổi này thì đều dựa trên các cái bằng chứng mới được công bố trong những năm gần đây. Với mục tiêu đó thì Gina đã khuyến cáo tiếp cận điều trị hen dựa trên bằng chứng cho trẻ từ 12 tuổi trở lên và người lớn. Trong đó chắc một là thuốc kiểm soát và cắt cơn ưu tiên được sử dụng cho tất cả 5 bậc điều trị của hen. Và chắc hai thì là Sa-pa là thuốc cắt cơn nhưng là thuốc cắt cơn lựa chọn thay thế trong trường hợp không có ICS corticosteroid hoặc là khi bệnh nhân không có tiền sử được kịch phát và trước khi mà chúng ta cân nhắc là cho bệnh nhân điều trị với thuốc cắt cơn là Sa-pa thì chúng ta cần phải làm gì ạ? Luôn luôn phải đánh giá khả năng tuân thủ với điều trị kiểm soát hàng ngày của bệnh nhân. Rồi luôn luôn làm sao ạ? Phải bày ra hai cái lọ thuốc trước mặt bệnh nhân, tư vấn cho bệnh nhân là loại nào là dùng hàng ngày, loại nào là dùng khi cần. Nhưng mà nhiều khi tư vấn xong rồi về đến nhà tháng sau kiểm tra lại, bệnh nhân vẫn lại quay lại lấy thuốc cắt cơn dùng hàng ngày, lấy thuốc điều trị duy trì là sao? Dùng khi cần. Cái câu chuyện đấy cũng rất là khó để cho bệnh nhân phân biệt. Và với cái liệu pháp budesonide formoterol thì nó có những cái ưu điểm gì? Cái ưu điểm đầu tiên ấy là chúng ta dễ dàng áp dụng cho tất cả các cái bệnh nhân hen từ bậc 1 đến bậc 5. Chúng ta khởi đầu điều trị cũng với một ống hít, chúng ta tăng giảm bậc cũng với một ống hít, điều trị duy trì và giảm triệu chứng với bệnh nhân cho bệnh nhân cũng với một ống hít. Ví dụ như hen ở nhóm hen nhẹ là hen bậc 1, bậc 2 thì chúng ta chỉ cần cho bệnh nhân sử dụng budesonide formoterol khi cần. Và khi mà tôi áp dụng cái budesonide formoterol cho cái nhóm hen nhẹ tôi thấy cực kỳ hiệu quả. Hiệu quả bởi vì làm sao ạ? Rõ ràng là bệnh nhân sẽ không phải nhớ đến cái việc là phải sử dụng thuốc dự phòng. Đặc biệt là những cái bệnh nhân mà đã quen cái sử dụng Sa-pa rồi. Khi mà chúng ta tư vấn như vậy thì bệnh nhân sẽ kiểm soát được cái nền viêm tốt hơn. Thế còn hen từ bậc 3 đến bậc 5 thì sao ạ? Thì chúng ta cũng cho bệnh nhân là sử dụng liệu pháp duy trì. Duy trì là gì? Chúng ta vẫn phải tư vấn cho bệnh nhân là phải dùng hàng ngày. Dùng hàng ngày thì cùng với một ống hít như vậy. Ở bậc 3 thì cho hít sáng tối một lần một hít. Bậc 4, bậc 5 thì sáng tối mỗi lần hai hít bệnh nhân. Và một hít khi cần. Luôn luôn là ghi nhớ như vậy. Một hít khi cần. Khi chúng ta cho bệnh nhân sử dụng như vậy, chúng ta sẽ giúp cho bệnh nhân loại bỏ nguy cơ dùng Sa-pa đơn thuần, giúp giảm được kịch phát tốt hơn. Và trong các nghiên cứu thì đã chỉ ra là cái liều budesonide formoterol ấy, nó tương đương với các cái liệu pháp thay thế và vẫn kiểm soát hen tương đương, nhưng cái tỷ lệ sử dụng ICS thì lại thấp hơn. Tiếp theo thì chúng ta đi tìm hiểu một cái giải pháp khác, đó là một cái mô hình phòng khám ở Argentina. Đây được cho là cái mô hình phòng khám đầu tiên mà không sử dụng Sa-pa để điều trị cắt cơn cho bệnh nhân. Họ sẽ sử dụng liều budesonide formoterol. Và từ năm 2014 thì phòng khám đã triển khai cái chiến lược là sử dụng cắt cơn có chứa ICS là budesonide và formoterol. Loại bỏ hoàn toàn cái việc sử dụng liệu pháp Sa-pa. Và khi mà phòng khám áp dụng như vậy thì họ cũng tư vấn, họ cũng
giáo dục cho các bác sĩ ở các cái khoa điều trị cũng như là các cái khoa cấp cứu để cho thống nhất cái việc điều trị cho bệnh nhân. Thì khi mà làm thay đổi như vậy á, thì họ ghi nhận các cái tỷ lệ bệnh nhân nhập viện là tỷ lệ nhập nhân nhập viện so với các cái trung tâm khác mà vẫn sử dụng cái liệu pháp Sapa đơn thuần, và họ so sánh luôn với cái liệu pháp của họ ấy, so sánh với cái thời điểm mà trước khi họ sử dụng cái liệu pháp cắt cơn là budesonide corticoid. Thì một cái điều đáng ghi nhận là ở cái giai đoạn mà sử dụng Sapa thì có đến 9 bệnh nhân là nhập viện vì được cấp. Nhưng đến cái giai đoạn mà sử dụng ICF phosphatidone làm thuốc cắt cơn thì chỉ còn một bệnh nhân thôi. Và đây là một cái con số đáng được ghi nhận, đã giúp giảm 92% bệnh nhân nhập viện từ năm 1999 và 2004 xuống còn có 0,12% so với 1,47% vào năm 2017 và 2018. Như vậy thì cái việc mà chúng ta sử dụng budesonide, phosphatidone thì nó kiểm soát cơn kịch phát cho bệnh nhân như thế nào? Chúng ta sẽ đi chúng ta đánh giá về cái tác dụng của budesonide phosphatidone. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ so sánh cái thời gian khởi phát tác dụng của phosphatidone so với salbutamol. Thì đây là một cái nghiên cứu đánh giá về thời gian khởi phát tác dụng của phosphatidone, các cái hàm lượng 9 microgram, 4,5 microgram, salbutamol 200 microgram và salbutamol 100 microgram so với placebo. Thì khi so sánh thì thấy là tất cả các thuốc và phosphatidone và salbutamol đều có thời gian khởi phát tác dụng tại cái thời điểm 3 phút sau khi bệnh nhân hít thuốc, thì cái FEV1 đã thay đổi rồi so với placebo. Và khi mà đánh giá về cái mức độ khó thở á, thì cái nhóm mà sử dụng phosphatidone á, có thời gian đến cái thời điểm giảm khó thở trung bình chỉ có 1,5 phút thôi, chưa đến 2 phút, và salbutamol là 1,7 phút. Như vậy là làm sao ạ? Như vậy là phosphatidone và salbutamol làm sao ạ? Đều có cái thời gian khởi phát tác dụng là như nhau. Điều này rất có ý nghĩa để chúng ta yên tâm cho cái việc là chúng ta sử dụng phosphatidone là cái liệu pháp mà để cắt cơn cho bệnh nhân. Tiếp theo là khi chúng ta so sánh cái budesonide, phosphatidone, kháng viêm giảm triệu chứng là duy trì mạch, xem là giảm cái cơn kịch phát so với cái liệu pháp là budesonide corticosteroid duy trì cộng với sapa khi cần, hoặc là so với cái liệu pháp liều cao ICS LAMA cộng với sapa khi cần. Đây là các cái kết quả từ nghiên cứu COMPASS. Thì ở trong cái nghiên cứu này đã chỉ ra budesonide corticosteroid liệu pháp mạch có hiệu quả giảm cơn kịch phát nặng khi so với cái liệu pháp thay thế là 39%, đồng thời với cái liều lượng ICS bệnh nhân sử dụng hàng ngày thì thấp hơn so với cái liệu pháp thay thế. Tương tự như vậy ở nghiên cứu AHEAD thì hiệu quả kháng viêm giảm triệu chứng trong cái liệu pháp mạch đó thì giảm cơn kịch phát hiệu quả hơn so với liều cao ICS LABA là đến 18% và đến giảm đến 21% và giảm đến 38% tổng lượng ICS mà bệnh nhân phải sử dụng. Như vậy thì bệnh nhân hen của chúng ta mà không được kiểm soát với liệu pháp ICS LABA cộng với SAPA khi cần thì chúng ta sẽ cho bệnh nhân sử dụng cái gì ạ? Chúng ta giữ nguyên điều trị với ICS LABA cộng với SAPA khi cần, hay chúng ta tăng bậc điều trị, hay là chúng ta chuyển sang cái liệu pháp budesonide và phosphatidone khi cần, đâu là lựa chọn mà tối ưu nhất cho bệnh nhân? Thì đây là một cái nghiên cứu được thiết kế nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng so sánh giữa cái liệu pháp budesonide phosphatidone, liệu pháp mạch và ICS LABA cộng với SABA khi cần, nghiên cứu trên 4.863 bệnh nhân, phân tích so sánh giữa cái liệu pháp mạch và liệu pháp tăng bậc ICS LABA cộng với SABA, rồi so sánh giữa liệu pháp mạch và giữ nguyên bậc ICS LABA cộng với SABA, và tiêu chí đánh giá là thời gian dẫn đến được kịch phát hen nặng
rồi số đợt kích phát nặng, các cái chỉ số về mức độ khó thở, rồi chỉ số về chức năng hô hấp của bệnh nhân. Thì ở cái tiêu chí là đánh giá về triệu chứng hen ấy, là dựa vào cái thang điểm ACPI-5 ấy, thì cái liệu pháp mà so với cái liệu pháp tăng bậc cũng như là so với liệu pháp là ICS-LABA cùng bậc cộng với sapagliflozin thì giúp cải thiện triệu chứng hen tốt hơn so với cả hai cái liệu pháp. Khi mà chúng ta so sánh cái hiệu quả giảm đợt kích phát giữa cái nhóm bệnh nhân hen bậc 3 hoặc là bậc 4 mà không kiểm soát chuyển sang cái liệu pháp budesonide của fumonisin duy trì khi cần, thế so với nhóm bệnh nhân giữ nguyên bậc ICS-LABA cộng với SABA, thì kết quả cho thấy là nhóm bệnh nhân sử dụng liệu pháp mà giúp giảm đáng kể tới 29% cái nguy cơ vào đợt kích phát nặng đầu tiên và giảm tới 40% cái số đợt kích phát nặng hàng năm và có ý nghĩa thống kê so với cái việc là chúng ta cho bệnh nhân tiếp tục điều trị với cái liều ICS-LABA cộng với SABA khi cần. Tương tự như vậy, khi mà chúng ta so sánh cái hiệu quả giảm đợt kích phát giữa budesonide và fumonisin duy trì và khi cần với cái nhóm mà chúng ta cho bệnh nhân tăng bậc ICS-LABA cộng với SABA thì làm sao ạ? Cũng chỉ ra là cái nhóm mà chuyển sang cái liệu pháp mà đó thì có xu hướng giảm 27% nguy cơ vào cái đợt kích phát nặng đầu tiên và 21% số cái đợt kích phát nặng hàng năm so với nhóm được chỉ định tăng bậc điều trị ICS-LABA. Như vậy thì khi mà chúng ta cho bệnh nhân sử dụng budesonide hoặc cortisone thì có giúp kiểm soát triệu chứng và có giúp kiểm soát triệu chứng cũng như là kiểm soát cái nền viêm cho bệnh nhân hay không. Thì rõ ràng chúng ta thấy là dù là chúng ta cho bệnh nhân liều duy trì cao ICS hay là cùng mức liều duy trì hay là liều duy trì cao hơn ICS-LABA cộng SABA thì budesonide hoặc cortisone vẫn đem lại hiệu quả kiểm soát triệu chứng tương đương với các liệu pháp truyền thống. Và khi chúng ta cho bệnh nhân sử dụng cái liệu pháp mạt như thế này thì sẽ giúp giảm từ 25% đến 38% cái lượng corticoid so với liệu pháp truyền thống. Bên cạnh đó thì chúng ta làm sao ạ? Thì cho bệnh nhân sử dụng có một ống hít thôi. Bên cạnh đó thì chúng ta chỉ cho bệnh nhân sử dụng một ống hít, vì vậy mà đem lại cái sự thuận tiện cho bệnh nhân và thuận tiện cho cả bác sĩ khi mà hướng dẫn bệnh nhân sử dụng, đồng thời tránh được cái sự nhầm lẫn ống thuốc nào là dùng duy trì, ống thuốc nào là dùng cắt cơn cho bệnh nhân. Và khi mà chúng ta cho bệnh nhân sử dụng như vậy thì cái liệu pháp ICS hoặc cortisone ấy được khuyến cáo là lựa chọn điều trị ưu tiên cho bệnh nhân hen ở tất cả các bậc trong hướng dẫn điều trị hen của Bộ Y tế cũng như của GINA và các quốc gia. Vậy qua cái phần trình bày này thì tôi xin phép được đưa ra một số kết luận như sau. Thứ nhất, mục tiêu điều trị ưu tiên hen đó là kiểm soát được kích phát và triệu chứng cũng như là giảm tác dụng phụ. Lạm dụng SABA thì có liên quan đến tăng đợt kích phát và nguy cơ tử vong. Và chúng ta ưu tiên là sử dụng CHOP 1 để giảm nguy cơ lạm dụng SABA. Tuy nhiên thì cũng phải nhắc bác sĩ là dù chúng ta sử dụng CHOP 1 hay chúng ta sử dụng CHOP 2, chúng ta vẫn phải tư vấn cho bệnh nhân về thế nào là điều trị duy trì, thế nào là điều trị cắt cơn. Đặc biệt ở trong cái nhóm bệnh nhân hen từ bậc 3 đến bậc 5 thì chúng ta vẫn phải tư vấn cho bệnh nhân là dùng duy trì hàng ngày cái liều budesonide formoterol. Về liệu pháp budesonide formoterol kháng viêm, giảm triệu chứng duy trì so với liệu pháp truyền thống và cắt cơn SABA trên 5 bậc hen thì giúp giảm được kích phát tốt hơn hen trung bình và nặng, và lượng corticoid dùng hàng ngày thì thấp hơn đáng kể. Thế trên đây là một số những cái thông tin mà chúng tôi muốn cung cấp đến các quý bác sĩ để cho các bác sĩ có cái cơ hội để chúng ta lựa chọn các cái liệu pháp điều trị phù hợp cho bệnh nhân tùy vào cái tình trạng của bệnh nhân cũng như là cái thực tế mà chúng ta sẵn có ở trong cái môi trường chúng ta làm việc. À, xin trân trọng cảm ơn. Vâng, rất là cảm ơn bác sĩ Nguyễn Thị Phương Anh đã có một cái bài trình bày mà tôi đánh giá là với rất nhiều các thông tin
với cái nội dung cũng khẳng định đấy là mục tiêu của điều trị hen phế quản, đấy là chúng ta phải kiểm soát tốt cái niền viêm, giảm được cái triệu chứng, và cũng đã cung cấp những cái bằng chứng việc cái sử dụng cái quá mức cái Saba trên thực tế lâm sàng. Và cái này tôi nghĩ rằng là nó rất là tốt với những cái thông tin này để chúng ta cân nhắc chỉ định ở trên nhóm bệnh nhân của chúng ta, cá thể hóa trên từng bệnh nhân một để mình chọn cái phác đồ điều trị phù hợp. Trong bài trình bày của thạc sĩ Phương Anh cũng đã nói đến vấn đề về quản lý hen phế quản với mức ống hít budesonide và formoterol, với cái tính ưu việt khi mà sử dụng một ống hít trong cái việc mà quản lý nền viêm cũng như là giải quyết các cơn co thắt. Và các nghiên cứu thì cũng đã chứng tỏ cái khởi phát tác dụng của formoterol, của cái thuốc giãn phế quản tác dụng kéo dài thì tương đương như là thuốc tác dụng nhanh như là salbutamol. Vâng, rất là cảm ơn bác sĩ Phương Anh đã có một cái bài trình bày với rất nhiều những cái thông tin hữu ích. Để tiếp theo chương trình thì tôi xin trân trọng giới thiệu bác sĩ Nguyễn Đức Nghĩa với cái chủ đề ca lâm sàng quản lý hen toàn diện với liệu pháp kháng viêm giảm triệu chứng. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa Phó sư Phan Thu Phương, Giám đốc Trung tâm Hô hấp Bệnh viện Bạch Mai, và kính thưa các quý vị thầy cô và quý vị đồng nghiệp. Hôm nay em xin chia sẻ về một số những cái kinh nghiệm của bản thân về việc kiểm soát vấn đề về hen, kiểm soát đối với bệnh nhân hen phế quản thông qua một cây lâm sàng với cái liệu pháp giảm viêm và giảm triệu chứng của bệnh nhân. Thì chúng ta sẽ đi vào thông tin chung của bệnh nhân nam 57 tuổi, nghề nghiệp địa chỉ ở Tuyên Quang, nghề nghiệp làm kinh doanh. Bệnh nhân này thì đến khám và theo dõi điều trị tại trung tâm hốp từ tháng 10 năm 2022 và tới nay. Thì bệnh nhân này thì có tiền sử là hen phế quản từ nhỏ, và cách đây khoảng tầm 30 năm bệnh nhân đã xuất hiện những cơn khò khè, khò cử, và đặc biệt là khi thay đổi thời tiết thì bệnh nhân hay xuất hiện những cơn như vậy. Và khi đó bệnh nhân thì dùng một ống hít màu xanh, khả năng là salbutamol, và khi xịt hai liều thì bệnh nhân đã dễ thở, và lúc đó thì bệnh nhân thấy nó chưa ảnh hưởng gì đến mình nên không đi khám lại. Và từ đó đến nay thì cứ khi thay đổi thời tiết một năm thì được khoảng tầm 3 đến 4 đợt thì bệnh nhân có những cơn khó thở như vậy và cần phải dùng thuốc các cơn salbutamol. Thì đến tháng 8 năm 2022, một tuần sau khi bệnh nhân xuất hiện các cái triệu chứng của cúm, ho và đau rát họng, thì bệnh nhân xuất hiện vẫn còn vấn đề về ho khan, và chủ yếu vấn đề về ho nhiều về đêm kèm cả khò khè, co cử, và hầu hết là các chủ yếu các cái triệu chứng này thì về đêm. Bệnh nhân đã được vào viện tỉnh, đã được chẩn đoán một cái hen phế quản, và ở viện tỉnh thì đã cho điều trị bằng fluticasone và salmeterol với liều là 125/25 mg, sáng 2 liều, tối 2 liều, và dùng salbutamol là 2 liều khi bệnh nhân khó thở. Bệnh nhân này thì đã tuân thủ điều trị trong khoảng 1 tháng, sau đó bệnh nhân thì cái fluticasone cả salmeterol bệnh sau 1 tháng bệnh nhân hết thì không đi khám lại, và sau đó bệnh nhân chỉ sử dụng salbutamol khi bệnh nhân khó thở. Sau đó đến tháng 10 thì các cái triệu chứng về khó thở từ tháng 8 lại bắt đầu quay trở lại. Bệnh nhân lại xuất hiện những cơn khó thở, và chủ yếu liên quan đến vấn đề ngày về khó thở về đêm 2 đến 3 đêm trong một tuần, và ngày thì thông thường một tuần thì có khoảng 1 đến 2 cơn. Và bệnh nhân này đến với trung tâm, đến với khám tại trung tâm hốp bệnh viện Bạch Mai thì bệnh nhân có được chụp X quang phổi và được đo chức năng hốp và đo FNO. Thì kết quả của chúng tôi là chẩn đoán là một cái hen phế quản bậc 4, và chúng tôi sẽ duy trì, vì bệnh nhân đã từng sử dụng fluticasone và salmeterol, thì chúng ta sẽ duy trì nâng liều acid và acid lên và dùng với liều 250 25 mg, sáng 2 liều, tối 2 liều, cộng cả salbutamol, dùng 2 liều khi bệnh nhân khó thở. Bệnh nhân này cũng duy trì được thuốc, nhưng mà cái việc sử dụng fluticasone và salmeterol sáng 2, tối 2 bệnh nhân không tuân thủ tuyệt đối. Bệnh nhân vẫn thỉnh thoảng vẫn là ngày chỉ sử dụng 2 liều vào buổi sáng mà thôi. Thế đến tháng 12 thì bệnh nhân đi khám lại, thì lúc đó thì bệnh nhân vẫn còn một số 1 đến 2 cơn khó thở về đêm trong một tuần, và đêm thông thường một đêm một tuần thì thường là thức giấc khoảng tầm 1 đến 2 lần vì khó thở, và những cơn này chủ yếu về đêm và sáng. Thì vào cái thời điểm tiếp cận vào tháng 12 thì khi tiếp cận đối với bệnh nhân thì chúng tôi khai thác về các cái bệnh lý đồng mắt của bệnh nhân, thì bệnh nhân không có tình trạng viêm mũi dị ứng và có
tiền sử dị ứng, tiền sử bản thân có dị ứng gì không, thì bệnh nhân có tiền sử dị ứng với cả ba ba và không có tiền sử dị ứng với thuốc. Nhưng có tiền sử về gia đình có chị gái bị hen, bố mẹ có ai bị hen hay không thì bệnh nhân không rõ, không rõ được. Và khi khám tại tháng 12 thì mạch và huyết áp SpO2 thì ổn định, nhưng mà phổi thì chúng ta nghe có dị gian ngáy ở hai phía trường, tim đều. Và khi đến khám vào tháng 12 thì bệnh nhân sẽ được chỉ định nhiều xét nghiệm hơn. Một là cái chụp các lớp vi tính, chụp X quang, chụp các lớp vi tính đo lại chức năng hốp và đo lại giá trị của pheno FNO, ngoài ra soi tai mũi họng và tầm soát một số bệnh lý đồng mắc mà cũng có thể có các biểu hiện của khò khè, có cử, như chúng ta sẽ đặt phải làm điện tim, làm siêu tim. Thì kết quả chúng ta sẽ trình bày ở phần sau. Đây là kết quả cận lâm sàng vào tháng 10 khi bệnh nhân đi khám. Thì nhìn trên chức năng hốp chúng ta nhận thấy rằng bệnh nhân này thì có tình trạng là rối loạn thông khí tắc nghẽn mức độ trung bình và có test phục hồi phế quản dương tính. Tiếp theo là bệnh nhân có chụp X quang phổi thì X quang phổi thì không có tổn thương vấn đề về nhu mô, và đo giá trị của pheno thì chúng ta nhận thấy pheno là 59. Giá trị pheno FNO 59 này là giá trị cao. Sau đó đến tháng 12 thì bệnh nhân có làm lại chức năng hốp, thì chức năng hốp của tháng 12 thì bệnh nhân cũng có dấu hiệu chức năng thông khí tăng nghẽn mức độ trung bình, nhưng FEV1 thì được 69% sau test đã có cải thiện hơn so với trước là khoảng 56-57%. Và giá trị pheno ở đây vẫn là 53. Bệnh nhân thì tháng 12 sẽ được chụp, đây là X quang của tháng 12. Bình thường chúng tôi có chụp CT hoặc là bình thường nội soi tai mũi họng chỉ có tình trạng viêm viêm họng mãn tính thôi, và làm điện tim và siêu âm tim thì hoàn toàn bình thường. Thì một câu hỏi đặt ra là hiện tại đối với bệnh nhân chúng ta tiếp cận, bệnh nhân đã điều trị hen được từ tháng 8, có tiền sử hen và đã điều trị hen từ tháng 8 đến nay tới 4 tháng rồi mà triệu chứng vẫn không cải thiện, thì có những cái hướng nào chúng ta cần phải chú ý để theo dõi. Đây là một cái sơ đồ tiếp cận đánh giá bệnh nhân theo VINA năm 2022. Đối với bệnh nhân, khi bệnh nhân đến khám, đặc biệt là bệnh nhân đã từng điều trị thuốc hen mà không kiểm soát triệu chứng, thì chúng ta đầu tiên chúng ta phải khẳng định luôn là bệnh nhân này ngoài cái hen ra chúng ta còn cần phải phân biệt với một số bệnh nào khác nữa không, đặc biệt là một số bệnh đó thì có các cái triệu chứng cũng có thể tương tự như hen, cũng có thể có khò khè, có cử, có tắc. Đó là một chúng ta phải cần quan tâm, bệnh nhân có lao nội phế quản hay không, vì lao nội phế quản cũng là một trong nguyên nhân gây co thắt. Thứ hai nữa là gì, là một số tình trạng bệnh nhân nấm phế quản phổi dị ứng thì cũng có thể vấn đề về co thắt như vậy, và cũng đáp ứng với cả có thể đáp ứng với cả corticoid. Thứ ba nữa là gì, một số tình trạng suy tim, dụ một số cơn hen tim cũng thường xuyên xảy ra về đêm và cũng có thể có một số triệu chứng khò khè, co cử. Do đó chúng ta phải tầm soát hết những cái bệnh lý mà nó có thể nghĩ tới khi mà các triệu chứng của bệnh nhân là khò khè, co cử. Thứ hai là chúng ta phải kiểm soát được, chúng ta sẽ phải kiểm soát được triệu chứng và một số các yếu tố nguy cơ, đặc biệt là bệnh lý đầu mắc của hen, đó là gì, là viêm mũi dị ứng, béo phì, giảm thông khí phế nang, và đặc biệt nó có thể kèm theo dối loạn thông khí tắc nghẽn của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Và nữa là chúng ta phải tìm hiểu vấn đề kỹ thuật phun hít và sự tuân thủ điều trị của bệnh nhân, xem bệnh nhân có tuân thủ được không. Sau khi chúng ta đánh giá một lần vấn đề về quản lý vấn đề về hen, và chúng ta sẽ điều chỉnh vấn đề về bậc của hen và điều chỉnh về thuốc, và đặc biệt luôn nhớ là chúng ta sẽ cần phải đánh giá vấn đề bệnh lý đi kèm. Nếu có bệnh lý đi kèm thì chúng ta sẽ cần phải điều trị bệnh lý đi kèm. Đôi khi sự nặng lên của bệnh lý đi kèm sẽ làm cho cái tình trạng hen không được kiểm soát, và sau đó chúng ta sẽ phải đánh giá vấn đề về đáp ứng của bệnh nhân dựa lên các cái triệu chứng như triệu chứng các cái đợt cấp, vấn đề tác dụng phụ của thuốc, chức năng phổi có cải thiện hay không, hay dối loạn thông khí tắc nghẽn cố định, hay vấn đề về sự hài lòng của bệnh nhân đối với các dụng cụ phun hít. Thì đây là vấn đề về đánh giá mức độ kiểm soát của hen. Chúng ta đánh giá dựa trên 4 tiêu chí. Một là bệnh nhân có triệu chứng của ban ngày hay không. Thứ hai có thức giấc về đêm vì cái triệu chứng khó thở của bệnh nhân hay không. Thứ ba là việc tần suất sử dụng cái thuốc cắt cơn SABA như thế nào. Và thứ tư là giới hạn hoạt động thể lực tùy vào số cái yếu tố mà chúng ta sẽ phân thành 3 mức độ: kiểm soát tốt hay kiểm soát một phần hay là không kiểm soát triệu chứng.
khi có từ 3 trên 4 những 4 triệu chứng. Thì quay trở lại với bệnh nhân. Bệnh nhân này thì câu hỏi đầu tiên được đặt ra là bệnh nhân này có thực sự là hen hay không, hay kèm theo bệnh lý gì khác nữa hay không. Đó là gì? Bệnh nhân này có tiền sử là có tiền sử hen từ nhỏ, và có nữa là gì, có yếu một yếu tố nguy cơ nữa là dị ứng với thức ăn. Khai thác tiếp vào vấn đề tiền sử thì đã có chị gái đã từng vấn đề bị hen. Thứ hai là triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân là khò khè, có cử và chủ yếu về đêm. Và khám thực thể trên lâm sàng, khám phổi thì có tình trạng của giáp dân ngày. Và bệnh lý đầu mắt đã tầm soát, một là có chụp CT phổi không có vấn đề về tổn thương trên nhu mô, và đã làm một số các xét nghiệm về nấm, ví dụ vi nấm xoay tươi và vi nấm nuôi cấy hoàn toàn không có, và đã tầm soát vấn đề về viêm, về bệnh lý tim đồng mắt có hay không thì không có vấn đề về tim. Nếu là có triệu chứng của vấn đề về trào ngược là gì hay không thì bệnh nhân cũng không có. Và bệnh nhân này có chụp CT X quang ngực và CT ngực thì không có tổn thương trên nhu mô của phổi. Đo chức năng hô hấp thì có dấu hiệu thông khí tắc nghẽn, có phục hồi với thuốc giãn phế quản, và đo FNO, FNO là 53, tức là cao. Hai lần đo FNO từ tháng 10 đến tháng 12 thì đều là 53 hoặc là 59. Và kỹ thuật sử dụng của dụng cụ phun hít của bệnh nhân thì sử dụng tốt đối với các dụng cụ phun hít. Và tình trạng kiểm soát của bệnh nhân thì đây là một tình trạng bệnh nhân hen bậc 4 mà gần như không kiểm soát được triệu chứng. Một câu hỏi nữa là FNO nó là cái gì mà đôi khi chúng ta có thể dựa vào đó để chúng ta một lần nữa chúng ta khẳng định thêm là bệnh nhân này có phải là hen hay không. Thì đây là cái máy để đo, thiết bị đo để FNO theo hơi thở. Cái tương tự nó có thể, cái nguyên lý hoạt động là khi mình thổi qua một cái lưu lượng, cho bệnh nhân thổi qua một lưu lượng kế, và lúc đó chúng ta sẽ đo được vấn đề về khí NO trong hơi thở ra. Thì khí NO trong hơi thở ra thì cái này có liên quan đến vấn đề về viêm do tăng bạch cầu toan, và FNO thì thông thường sẽ tăng rất nhiều trong vấn đề về hen. Và làm sao khi giảm đi, khi chúng ta điều trị bằng corticoid, có thể corticoid đường uống hoặc đường hít, phun hít. Và thứ hai là gì, FNO cao khi hen mà đã chuẩn đoán xác định là hen rồi mà FNO cao thì đây là một tình trạng kiểm soát triệu chứng không tốt. Thì đây là bốn lĩnh vực mà FNO áp dụng, vai trò của FNO trong hen. Một là lĩnh vực trong chuẩn đoán, chúng ta nhận định là khi FNO cao thì cái này là gì, cái tỷ lệ vấn đề chúng ta nghiên rất nhiều về vấn đề về hen. Nhưng hen đây là theo cơ chế bạch cầu toan và theo cơ chế tăng TH2. Nhưng ngoài ra FNO giảm thì chúng ta không thể, chúng ta ít nghĩ tới hen thôi nhưng không thể loại trừ hoàn toàn được hen, bởi vì sẽ có một tỷ lệ nhỏ vấn đề về liên quan đến tăng bạch cầu cá nhân trung tính là TH1. Thứ hai là gì, là áp dụng trong hen được là bởi đáp ứng vấn đề về điều trị, tức khi hen mà FNO vẫn cao thì chứng tỏ là bệnh nhân tức là đáp ứng trong vấn đề về điều trị, tức là FNO cao thì cái này sẽ đáp ứng rất tốt với corticoid. Thứ ba là gì, theo dõi và đánh giá quá trình điều trị, theo dõi đánh giá quá trình điều trị là khi bệnh nhân hen mà dùng FNO, mà chúng ta đo FNO để đánh giá mức độ kiểm soát viêm của bệnh nhân sẽ còn cao hay không, mà hen mà FNO cao chứng tỏ là bệnh nhân này khả năng tuân thủ kém. Thứ tư là gì, chúng ta sẽ đánh giá vấn đề về điều trị thuốc sinh học, xem vấn đề về khi FNO cao thì chúng ta sẽ sử dụng một số thuốc sinh học liên quan đến tiếp 2. Trong một số các cái guideline hướng dẫn về vấn đề về sử dụng FNO như thế nào để trong quá trình chuẩn đoán hen, thì đây một cái nghiên cứu năm 2013 để chúng ta sẽ nhận thấy rằng phân mở, tức là gì, mức độ của FNO để khẳng định vấn đề về chuẩn đoán hen, chúng ta sẽ dựa vào một là các cái triệu chứng lâm sàng, thứ hai chức năng phổi của bệnh nhân, và sau đó chúng ta sẽ đo FNO thấp, tức là FNO dưới 25, đối với người trưởng thành hay đối với trẻ em là dưới 20, mà chức năng phổi bình thường thì chúng ta ít nghĩ đến vấn đề về chuẩn đoán hen. Và thứ nữa là gì, đối với FNO trung bình từ 25 đến 50 thì làm sao, cái này là có thể xem xét vấn đề về hen, và có thể chúng ta sẽ điều trị thử một đợt ICF để xem vấn đề đáp ứng của bệnh nhân như thế nào, và sau đó chúng ta theo dõi xem sự đáp ứng với vừa lâm sàng vừa kết quả của FNO cả có đợt tháng sau và chúng ta chuẩn đoán. Thứ ba nữa là gì, FNO cao tức là lớn hơn 50 đơn vị đối với người lớn
trẻ em là 35 thì làm sao cái NO cao này thì nguy cơ của bệnh nhân bị hen thì rất lớn. Như vậy thì độ nhạy và độ đặc biệt hiệu của FNO trong giá trị chuẩn đoán hen là như thế nào? Đây là một nghiên cứu cộng gộp nghiên cứu trên gần 5.000 bệnh nhân, và chúng ta nhận thấy rằng cái độ nhạy của FNO là 0.78 và độ đặc hiệu là 0.74. Nhưng đôi khi một vài các nghiên cứu chúng ta nhận thấy rằng độ nhạy còn cao hơn nữa. Cái việc cao của FNO, độ nhạy cao của FNO thì dựa vào mức cắt ập của FNO. Một số nghiên cứu lấy điểm cắt ập là 50, một số nghiên cứu lấy điểm cắt ập là 40. Thì lúc đó thì chúng ta sẽ đưa ra một cái kết quả độ nhạy cao hơn. Và cái ứng dụng của FNO trong vấn đề về điều trị thì như nào? Thì chúng ta nhận thấy đây là các cái mức độ của FNO và đánh giá mức độ đáp ứng của FNO. Thì nếu đối với xem xét vấn đề về đánh giá, chúng ta FNO cao trên 50, đối với FNO cao trên 50 thì khi tăng thì tăng lớn hơn 20% giá trị trước đó, và nếu mà giảm thì giảm trên 20%. Và đối với cả FNO từ trong khoảng trung bình từ 25 đến 50 thì khi giảm 10 thì đấy là vấn đề giảm có ý nghĩa. Thế quay lại về bệnh nhân, hiện tại bệnh nhân thì đang quản lý bằng ACE-LABA và dùng SABA cắt cơn với liều trung bình, tức là đang quản lý với liều bậc 4. Thì bây giờ chúng ta sẽ có hai hướng. Một là chúng ta có thể nâng bậc theo liệu pháp truyền thống, tức là dùng ACE-LABA bậc 5 kèm cả vấn đề về cắt cơn, hay là chúng ta có thể chuyển sang chất 1. Thì khi chuyển chất 1 thì lại có hai câu hỏi đặt ra là chúng ta chuyển ngang bậc, tức chuyển sang bậc 4, hay chúng ta chuyển lên bậc 5. Thì theo Vina thì đối với bệnh nhân thì hiện tại đang dùng chất 2 hoặc đang dùng chất 1 thì chúng ta có thể luân chuyển giữa hai chất, và sự luân chuyển này thì sẽ phụ thuộc vào triệu chứng lâm sàng và nhu cầu và cái sự thích ứng của bệnh nhân với mỗi dụng cụ Fulid. Nếu bệnh nhân không kiểm soát được thì chúng ta nên chuyển. Và thêm khi chuyển thì chúng ta sẽ chuyển như thế nào? Thì cái nghiên cứu trước, đây là một cái nghiên cứu mà bác sĩ Phương Anh trước đã trình bày là đánh giá vấn đề hiệu quả của Ulazolide, liệu pháp duy trì và cắt cơn hay liệu pháp sờ mạt trên những bệnh nhân mà hen kiểm soát kém bằng liệu pháp ACE-LABA cộng với SABA. Thì chúng ta nhận thấy là cái thang điểm của mức độ kiểm soát triệu chứng đối với liệu pháp sờ mạt so với ngang bậc so với liệu pháp truyền thống, hay là sờ mạt so với ngang bậc liệu pháp truyền thống, hay sờ mạt so với nâng bậc của liệu pháp truyền thống, thì chúng ta sẽ thấy thang điểm ACQ của sờ mạt luôn luôn giảm nhiều hơn so với cả liệu pháp ACE-LABA cộng với SABA ngang bậc hoặc là tăng bậc. Mức độ giảm của kiểm soát triệu chứng vẫn tốt hơn. Ngoài ra còn FEV1 thì như thế nào? Vấn đề về tăng FEV1 của liệu pháp sờ mạt cũng tăng đối so với ngang bậc và nâng bậc kia cũng đều tăng, nhưng so với vấn đề về ngang bậc thì cái sự khác biệt của FEV1 là nhiều hơn với 47 mí. Như vậy thì chúng ta sẽ nhận định rằng một vấn đề là bệnh nhân đang dùng bậc 4 bởi duy trì bằng ACE cộng LABA cộng với SABA khi cần, thì cách tốt nhất và kiểm soát triệu chứng nhanh nhất thì chúng ta nên chuyển sang trách 1 và chuyển trong nâng bậc và chuyển lên trách 1, tức là chúng ta thêm một LAMA vào, tức thêm tiotropium vào. Như vậy thì bệnh nhân này chúng ta sẽ chẩn đoán là hen phế quản bậc 5, không kiểm soát triệu chứng và dùng theo liều của SMART, tức là dùng liều Budesolide và Metadone sáng 2, tối 2 kèm cả tiotropium ở đây một LAMA cộng các nghiệm pháp SMART tức khi cần, và chúng tôi sẽ theo dõi và đánh giá quá trình của bệnh nhân. Tiếp theo đó thì đến tháng 3 bệnh nhân vẫn duy trì những đơn thuốc đó, và đến tháng 3 chúng ta sẽ đánh giá lại bệnh nhân. Thì tháng 3 bệnh nhân đi khám lại, bệnh nhân tỉnh, thỉnh thoảng vẫn còn chuyện khò khè về chiều tối thôi, nhưng được cái là đêm bệnh nhân không còn thức giấc về đêm, không có thở về đêm, vấn đề khò khè cũng đỡ hơn rất nhiều. Và khi đến khám thì về lâm sàng nhân tỉnh không sốt và các cái phổi thì thông khí đều và không có gian co thắt. Bệnh nhân này được chụp x quang lại, đo chức năng hô hấp và đặc biệt là đo phenol,
Đây, như trước chúng ta trình bày được khoảng pheno là chúng ta có thể đánh giá được sự tuân thủ và sự tuân thủ và sự cải thiện của nền viêm trong vấn đề về hen. Thì kết quả như thế nào? Thì đây là kết quả đo chức năng hô hấp vào tháng 3 âm 2023. Thì kết quả đo chức năng hô hấp thì chức năng hô hấp chỉ bây giờ hiện tại chỉ rối loạn thông khí tắc nghẽn mức độ nhẹ thôi, ép vừa với quả dương tính. Thứ hai, giá trị pheno. Giá trị pheno đây là giá trị để chúng ta đánh giá xem mức độ kiểm soát viêm của bệnh nhân như thế nào. Pheno có 15 thôi, tức là giảm được 60%. Tức là triệu chứng một là trên lâm sàng bệnh nhân đã giảm tất cả các triệu chứng. Thứ hai, trên các cái cận lâm sàng, đặc biệt là trên giá trị pheno đánh giá nền viêm của bệnh nhân thì đã giảm được 60%, tức cải thiện rất nhiều. Như vậy chúng ta chẩn đoán với bệnh nhân tại thời điểm tháng 3 năm 2023 là hen phế quản bậc 5 kiểm soát một phần. Với bệnh nhân như vậy thì kế hoạch tiếp theo là gì? Bây giờ việc giảm liều của hen phế quản bậc 5 thì chúng ta giảm như thế nào? Chúng ta có giảm ICS và formoterol không? Hay là chúng ta giảm tiotropium? Thì trên trong GINA cũng đã hướng dẫn các vị đồng nghiệp đã vấn đề về giảm bậc đối với tình trạng bậc 5 của khi chúng ta dùng ICS cộng LAMA cộng với cả corticoid đường uống thì chúng ta nên giảm. Đầu tiên là chúng ta sẽ phải giảm liều corticoid đường uống trước, và nếu chúng ta dùng liều cao của ICS cộng LAMA cộng với cả corticoid đường uống thì chúng ta vẫn giảm corticoid đường uống, và sau đó chúng ta sẽ giảm dần liều ICS và mức độ giảm thì từ 25-50%, nhưng sẽ ít. Trong GINA chưa đề cập đến vấn đề khi bệnh nhân dùng LAMA thì chúng ta giảm như thế nào. Thì đây là một cái khuyến cáo của Australia vào năm 2022. Thì đây là các đã hướng dẫn rất cụ thể vấn đề về giảm bậc, đặc biệt là vấn đề bậc 5 và bậc 4. Khi bậc 5 dùng liều cao của ACS cộng thêm liệu pháp sinh học hoặc là corticoid đường uống thì chúng ta nên giảm corticoid đường uống trước, bởi vì nguy cơ tác dụng phụ rất nhiều. Sau đó chúng ta giảm vấn đề về liệu pháp sinh học và sau đó giảm dần liều ACS. ACS liều giảm thì mỗi đợt hàng ngày thì là sẽ giảm từ 25-25%. Còn đây là đối với bệnh nhân của chúng ta, hiện tại chúng ta đang dùng liều ACS liều trung bình cộng ACS LAMA liều trung bình cộng cả LAMA. Thì bây giờ có hai hướng cho quý vị các bạn có thể giảm. Một là chúng tôi sẽ xem xét là cắt liều LAMA đi, và thứ hai là giảm cái liều ACS. Và đối với kinh nghiệm chúng tôi, khi chúng ta sẽ dùng liều cao của ACS LAMA thì chúng ta cộng với cả LAMA thì chúng ta nên giảm cái liều từ ACS xuống liều trung bình trước, vẫn duy trì LAMA, sau đó chúng ta mới giảm LAMA. Như vậy đối với bệnh nhân thì này thì chúng ta hiện tại giờ tháng 3 chúng ta sẽ vẫn duy trì với liệu pháp như trên. Nếu trong sau 3 tháng nữa chúng ta sẽ đánh giá vấn đề về kiểm soát hen, kiểm soát triệu chứng của bệnh nhân. Nếu bệnh nhân kiểm soát tốt thì chúng ta hoàn toàn có thể giảm liều. Còn bốn bệnh nhân hiện tại thì đang dùng liều ACS với liều trung bình thì chúng tôi hoàn toàn có thể giảm LAMA trước và theo dõi trong 3 tháng xem vấn đề về giảm đáp ứng của bệnh nhân như thế nào. Còn cái lâm sàng đây thì chúng tôi đưa ra 3 cái kết luận như sau. Một là FNO là một trong kỹ thuật không xâm lấn, giống như vấn đề về đo chức năng hô hấp. Một là giúp quá trình chẩn đoán và hai là giúp quá trình theo dõi điều trị bệnh nhân hen, đặc biệt là vấn đề về kiểm soát nền viêm trong hen. Bởi vì một số trường hợp bệnh nhân đến với chúng ta chức năng phổi hoàn toàn bình thường nhưng FNO rất cao, thì đó là một tình trạng là nền viêm của bệnh nhân chưa được cải thiện. Thứ hai là gì? ICS và formoterol, đây là một lựa chọn ưu tiên trong cái GINA cũng đã đề cập đến trong vấn đề quản lý hen, đặc biệt là đối với bệnh nhân kém tuân thủ về điều trị. Và thứ ba nữa là gì? Là giữa hai trách một và trách hai, và chúng ta có thể chuyển đổi giữa hai trách và tùy thuộc vào sao cá thể hóa từng bệnh nhân, tùy thuộc vào triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân, khả năng thích ứng của bệnh nhân. Bài trình bày của em đến đây hết. Em xin cảm ơn tất cả các quý vị.